Nga điều tàu chiến đến Biển Đen, Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu. Nga vừa điều hai chiến hạm đến Biển Đen trong lúc căng thẳng giữa nước này và Ukraine đang leo thang. Đài NTV cho biết, ngày 17 tháng 4, hai tàu chiến Alexander Ochakovsky và Kondoboga của Hải quân Nga đã đi qua eo biển ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hướng về phía Biển Đen. Hai chiến hạm lớp Robucha này có khả năng mang theo xe tăng và nhiều khí tài phục vụ cho việc đổ bộ. Theo Reuters, nhiều tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đã theo sát hai tàu Nga trong lúc di chuyển qua eo biển để vào Biển Đen. Cùng ngày, hãng tin RIA cho biết, 15 tàu chiến cỡ nhỏ hơn thuộc hạm đội Caspi của Nga đã đến Biển Đen để bắt đầu cuộc tập trận hải quân. Trước khi rời căn cứ ở Makhachkala, các thủy thủ đoàn đã hoàn thành chu kỳ huấn luyện cơ bản đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ trên biển. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, trong khi đó theo bộ phận báo chí của quân khu phía Nam Nga, hơn 50 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tấn công yểm trợ tầm gần của nước này đang tập trận trên Biển Đen sẽ tập phóng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu trên biển. Trước đó, Nga đã lập vùng cấm tàu chiến nước ngoài tại một khu vực ở Biển Đen để tập trận cho đến tháng 10. Vùng cấm nằm gần eo biển Kursk, nối Biển Đen với biển Azov. Phía Kiev cáo buộc Moscow cho chốt chặn eo Biển Đen. Nga không cho các tàu chiến của nước này di chuyển qua để về cảng. Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi khiếu nại tới những người đồng cấp ở Moscow nói rằng các thủy thủ nước này đang bị cấm đến eo biển Kursk, nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng chia cắt bờ biển phía đông và phía tây Ukraine. Căng thẳng Nga-Ukraine tăng cao trong những ngày vừa qua, tới mức hai bên đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Ngoài các diễn biến ở Biển Đen, Moscow cũng triển khai hơn 30.000 binh sĩ tới khu vực biên giới ở Ukraine. Đây là lần quân Nga tập trung đông nhất tại biên giới Nga-Ukraine kể từ năm 2014, làm dấy lên lo ngại Nga sẽ chiếm Ukraine. Newsweek dẫn lời một tướng cấp cao Ukraine tuyên bố binh sĩ nước này sẵn sàng cho kịch bản xung đột quân sự với Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự nếu xảy ra. Có thể thấy Nga đã tăng cường binh lính và khí tài đến sát biên giới của chúng tôi. Không thể nói trước được điều gì, nhưng họ đã đưa các tiểu đoàn chiến thuật đến sát biên giới của chúng tôi. Thiếu tướng Victor, phó chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp Ukraine nói, Mỹ và các đồng minh NATO đã lên tiếng kêu gọi Nga lập tức giảm căng thẳng, rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố các hoạt động quân sự của mình nằm trong lãnh thổ Nga và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.